Vào đây thì cảnh quan đây không có sáng như lắm. Đây là hồ Bán Nguyệt, một cái hồ rất là lớn ở quận 7 này. Thấy xe hơi đậu dọc dọc phía trước nhà nè, cách thoải mái, yên tâm luôn. Tại vì đây có người bảo vệ. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là quận 7, và đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh, và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Thầy Tiêu. Thẳng cái trục đường này mình sẽ đi về đường cao tốc Trung Lương, và đi đến miền Tây đó hả, đi về miền Tây. Và cái đại lộ này rất là dài, rất là lớn, nối liền từ cao tốc Trung Lương. Theo con đường Nguyễn Văn Linh này chúng ta sẽ đến cầu Phú Mỹ và đến cao tốc Dầu Dây luôn. Và ở đoạn giữa thì chúng ta có một cái khu đô thị phải nói là bậc nhất ở Sài Gòn và rất là lâu năm rồi. Khu đô thị đầu tiên ở Sài Gòn đó là Phú Mỹ Hưng, khu đô thị cao cấp sang trọng tầm cỡ 5 sao đầu tiên luôn. Và nơi đây chúng ta có một cái mall, đó là Radisson Mall. Về đêm thì cái khu này có rất là nhiều bạn trẻ chơi trượt ván, trượt patin, rồi rất là nhiều hoạt động ở khu này. Và ngày hôm nay nhân một buổi dẫn bạn đồng nhỏ vô đây chơi, và Nị đang dẫn bạn đồng nhỏ trong kia, thì em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng khu siêu thị này để xem cái ở khu bên đây có những hoạt động gì. Và ngoài khu trung tâm quận nhất, chúng ta cũng còn có khu Radisson Mall này, để các anh chị các bạn có thể về Sài Gòn và ghé tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng ở đây cũng được. Ở đây rất là đẹp nha. Đây là phía trước cổng của siêu thị đó. Và ở đây có những cái hoạt động trượt ván. Và ở đây có cái hồ nước rất là đẹp. Phải nói khu này rất là yên bình, sống rất là nhẹ nhàng. Và tất nhiên là chúng ta phải có điều kiện mới qua đây được. Đây rất là rộng rãi và nói chung là mát mẻ lắm. Và thấy các bạn trẻ chơi bà tin này, lướt ván này. Giống như ở nước ngoài á. Do đây đèn chói quá, chúng ta nhìn thấy không rõ cho lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng khu này để mình xem quang cảnh khu này như thế nào hả. Siêu thị Radisson Mall. Và ở đây đặc biệt là có rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều cây xanh bóng mát. Về đêm thì không khí mát mẻ lắm, trong lành lắm. Và khu này có rất là nhiều người hàng, hàng ở đây. Chúng ta thấy đây có cái công viên cũng rất là lớn nè, trang trí Halloween. Sắp tới ngày Halloween rồi. Mình sẽ đi dạo một vòng đây ha, để sẵn tiện dẫn bà con đi ngắm phố phường ở khu này luôn. Thì
Nhìn chung khu này thì không có đèn, không có sáng cho lắm, không như khu quận nhất. Ở đây giống giống như Hàn Quốc vậy đó. Và khu này rất là rộng, hầu như bây giờ xây lên rất là nhiều building rồi. Chúng ta nhìn thấy bên kia rất là nhiều building chung cư luôn nè. Khu bên đó là có bệnh viện quốc tế Pháp Việt đó, FV, bệnh viện Pháp Việt. Và con đường này có rất là nhiều container, xe tải đi từ các tỉnh miền Tây đi qua con đường này và qua cầu Phú Mỹ đến cao tốc Trung Lương, cao tốc Dầu Dây, đi về miền Đông luôn ha, đi về Bắc luôn. Và chúng ta đang thẳng hướng này là mình sẽ đi đến đường Nguyễn Hữu Thọ, khu Nguyễn Hữu Thọ thì ở đó khu cầu Kinh Tẻ rồi đó ha. Và nếu chúng ta đi thẳng cái trục đường đại lộ Nguyễn Văn Linh này, mình sẽ đi về miền Tây luôn đó. Và ở đây có mấy bạn câu cá nè. Đó, ông ta nhìn bên kia một dãy, một dãy chung cư rất là đẹp. Ở đây thì không có dây điện, được quy hoạch cách rất là hiện đại. Mình thấy có xe điện đi vòng vòng khu này nữa nè. Xe điện, xe buýt điện ở đây chạy nhanh quá. Đó, mình thấy container đi quá trời luôn không. Và đây thì cảnh quan đây không có sáng như lắm. Đây là hồ Bán Nguyệt, một cái hồ rất là lớn ở quận 7 này. Đó, thấy hồ Bán Nguyệt à. Và siêu thị Racing Mall bên đây. Đó. Và phía bên đây thì có cầu Ánh Sao nè. Cầu Ánh Sao nơi mà đổi nhiều màu đó. Hôm nay tập trung rất là nhiều bạn trẻ ở đây. Các bạn có thể ở đây có mấy bạn câu cá. Ồ, cá trê. Ồ, cá trê bự quá. Ồ, hồ này chắc nhiều cá lắm à. Thú vui tao nhã của các bạn trẻ, thú vui câu cá. Và con đường ở đây mình thấy rất là đẹp. Bên kia là hãng xe BMW, nơi đèn sáng sáng nè, showroom của BMW. Bên đây cũng là nơi tập trung của rất là nhiều thương hiệu lớn ở đây, về thời trang lẫn xe cộ ha. Và chúng ta sẽ đi một dọc khu này, vài bước nữa thôi mình sẽ đến một cái nhà là showroom xe hơi nữa. Khu này thì chỉ có vài chục đường là trọng tâm thôi, còn mấy trục đường khác thì nó cũng tối tối như thế này nè. Giống như là cái thành phố thu nhỏ ở bên đây vậy đó, cũng có đường vùng, đường ven rồi đường trung tâm. Chúng ta đi ở đoạn này là ven nè, rìa nè, ngoài rìa đó. Và có một con đường bán rất là nhiều
món ăn Hàn Quốc, nhà hàng Hàn Quốc. Nhưng mà cách vị trí chúng ta đang đứng đây chắc cũng phải 2-3 km đi về hướng này, về hướng cái đô thị ở cái tòa nhà bên kia đó ha. Thấy gần gần ấy chứ xa lắm. Và mình sẽ đi một đoạn xem mỹ quan khu này ban đêm xem sao. Có dịp mình sẽ đi ban ngày, ban ngày thì sẽ rõ hơn và đẹp hơn. Và chúng ta đang đi ở trên đây là đường đại lộ Nguyễn Văn Linh, con đường lớn nhất ở đây. Nói chung ở khu này cái về cái những cái nhà hàng thì nó rời rạc, không có nhiều, chỉ tập trung ở những cái vài con đường trọng tâm thôi. Còn những khu còn lại là nhà ở. Như chúng ta thấy bên đây là những khu biệt thự. Phía đây là phía sau khu biệt thự. Rất là tối. Đối với khu này là nếu mà quay phim là phải đi bằng xe, phương tiện chúng ta chạy vòng xem thì nó mới giáp mới nhiều được. Còn đi bộ thế này thì nó rời rạc lắm. Và ở đây có vài siêu thị lớn như là Richmond Mall lúc nãy nè, rồi Vivo City, rồi hết rồi, vài siêu thị thôi, chừng 3-4 siêu thị ha, mấy siêu thị kia nhỏ nhỏ, shop tiện lợi. Đây cũng là hãng xe Mercedes luôn nè. Và ở đây cũng có trạm xe buýt để đi đến các quận huyện khác. Bạn có thấy xe container chạy kinh khủng không? Quá trời luôn. Ào ào ào. Tại vì container được chạy từ khung giờ 8-9 giờ trở đi. Nên thành ra họ tranh thủ chạy để hồi hết giờ. Và mình thấy có cái showroom xe Mercedes đây nè. Mercedes Benz. Và bên đây cũng có một cái khu dân cư. Bên kia cũng có một khu dân cư, chung cư. Khu này rất là vắng nhưng mà an ninh đây rất là tốt. Tại vì có những chốt bảo vệ khắp nơi ở khu vực này. Thấy xe hơi đậu dọc dọc phía trước nhà nè, cách thoải mái, yên tâm luôn. Tại vì đây có người bảo vệ, an ninh rất là tốt. Để em ta thấy cái chốt bảo vệ nè. Rồi thôi, một đoạn khu vực Phú Mỹ Hưng gửi các anh chị và các bạn. Nơi đây cũng rất là gần chợ Tân Mỹ. Chợ Tân Mỹ cách đây cũng khoảng 1 km à. Chợ Tân Mỹ thì hướng này. Nếu anh chị ở chợ Tân Mỹ thì mình lại đây nó rất là gần. Một số hình ảnh ở khu vực Phú Mỹ Hưng về đêm gửi bà con cô bác chúng ta cùng xem và cảm nhận được cái sự trong lành, mát mẻ ở khu vực này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Số hình ảnh thay đổi không khí, thay đổi khung cảnh,
trung tâm Sài Gòn và chúng ta đi ra rìa Sài Gòn ở khu đô thị hiện đại bậc nhất Sài Gòn. Và ngày hôm nay bậc nhất này sắp thành bậc 2, bậc 3 rồi. Bởi vì những khu Vinhome rồi khu cao cấp khác cũng nổi lên rồi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.